Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam một chủ đề. Đó chính là đàn ông nào mà biết được 5 điều này thì chắc chắn các bạn sẽ được phụ nữ yêu sâu đậm. Bởi vì bạn rất khác biệt so với rất rất nhiều những người đàn ông ở ngoài kia. Và khi mà các bạn xem video ấy thì mình sẽ giải thích tại sao mà khi mà bạn biết 5 cái điều này, bạn hoàn toàn khác biệt so với rất rất nhiều những người đàn ông ở ngoài kia. Ở ngoài kia có rất nhiều người đàn ông, họ có gia đình, nhưng thực sự ấy, có hạnh phúc hay không ấy, thì rất rất ít người đàn ông có được. Bởi vì sao? Mình biết là bởi vì những người đàn ông ấy, các bạn thường không quan tâm nhiều đến cái việc mà mình sẽ hạnh phúc với một cô gái thì mình cần phải làm gì, và mình sẽ phải cư xử như thế nào, mình phải có hành động như thế nào, hoặc là mình cần phải tìm người phụ nữ như thế nào. Các bạn thường là các bạn không quan tâm, bởi vì bạn nghĩ là những cái điều đó nó nhỏ, nhưng thực sự ấy, những cái đấy nó lại ảnh hưởng rất rất lớn đến cái hạnh phúc của các bạn. Nếu mà bạn chọn sai người, bạn sẽ phải đau khổ suốt cả cuộc đời. Sau này ví dụ tìm được một cái người, người ta phù hợp ấy, thì bạn thấy tiếc nuối vô cùng. Bạn chọn sai và rồi à, những cái quãng đời còn lại bạn luôn luôn sống trong cái tâm trạng lo lắng, bất an, không vui vẻ, không hạnh phúc, và đặc biệt là không được là chính mình ở trong tình yêu. Có nghĩa là bạn không được yêu theo cái cách riêng của mình. Nếu mà bạn yêu đúng người, bạn sẽ được yêu theo cách của chính mình. Bạn sẽ sống trong tình yêu và sống trong cái hạnh phúc. Vì khi mà các bạn sống trong hạnh phúc ấy, thì khi đó các bạn ở một cái nguồn năng lượng cao, thì khi đó bạn sẽ dễ dàng có thể chinh phục được mọi thử thách trong cuộc sống. Ví dụ như trong công việc, trong sự nghiệp của các bạn, nó sẽ phát triển lên rất là nhiều. Mình đã chia sẻ một số video rồi đấy. Khi mà các bạn hạnh phúc, khi mà gia đình các bạn thực sự hạnh phúc nhá, thì cái sự nghiệp của các bạn ấy, nó sẽ phát triển theo đấy. Mà nhiều khi bạn không cần cố gắng nỗ lực nhiều quá. Có những người đàn ông họ nỗ lực rất là nhiều, nhưng sau rồi họ tự quay về và họ biết chăm chút cho gia đình, chăm chút cho người vợ của mình. Và từ đó sự nghiệp của anh ấy kiểu ngày càng nâng lên. Mặc dù anh ấy dành ít thời gian hơn cho công việc và dành một chút thời gian cho gia đình thôi, mà sự nghiệp của anh ấy cứ thế mà tiến lên luôn ấy. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ chia sẻ với bạn 5 cách sẽ khiến cho bạn khác hoàn toàn so với rất rất nhiều những người đàn ông ở ngoài kia. Họ không có được và họ luôn luôn phải trăn trở lo âu về hạnh phúc của mình. Và thậm chí họ không biết, họ không tin rằng trên đời này có một tình yêu đích thực. Điều đầu tiên là các bạn phải cần phải thấu hiểu tâm lý, cảm xúc và nhu cầu của người phụ nữ. Không phải người đàn ông nào cũng làm được điều này đâu các bạn ạ. Thường thì cho dù đàn ông hay phụ nữ, các bạn luôn luôn nghĩ đến những cái nhu cầu của mình. Mình muốn được yêu thương, mình muốn được tôn trọng, mình muốn được trân trọng. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi là cô ấy muốn điều gì không? Cô ấy cần điều gì từ bạn không? Nếu mà bạn trả lời được câu hỏi đó thì có nghĩa là bạn đã khác biệt so với rất rất nhiều những người đàn ông ở ngoài kia. Hơn 90%, 95% những người đàn ông không có hạnh phúc. Họ luôn luôn nghĩ rằng mình muốn điều này, mình cần cô ấy phải làm điều này, mình muốn người phụ nữ như thế này. Nhưng họ chưa bao giờ trả lời là cô ấy cần gì, cô ấy muốn gì, làm thế nào thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Và khi một người đàn ông muốn thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ, nhu cầu của con gái thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn phải có thời gian để tìm hiểu người phụ nữ. Từ đó bạn sẽ có những cái cách ứng xử trong những tình huống phù hợp. Ví dụ bạn hiểu là cô ấy thích cái này, cô ấy ghét cái kia, cô ấy cần bạn như thế nào. Ví dụ khi yêu ấy, cô ấy cần những lời nói ngọt ngào này, cô ấy cần được cái sự luôn chiều của các bạn này, hoặc là cô ấy cần cái sự lãng mạn và tinh tế
đấy là bạn hãy cho cô ấy. Và khi mà bạn tìm hiểu cô ấy thì bạn mới biết mà bạn cho cô ấy được. Còn có những người đàn ông khi bước đến tình yêu với một người phụ nữ ấy, anh ta chả cần thấu hiểu cô gái gì, cũng có thể là mình thấy cái gì tốt mình làm cho cô ấy, nhưng mà điều đó cô ấy không thích. Và dẫn đến là hai người có cái sự đối lập. Và khi hai người có cái sự đối lập thì làm sao mà các bạn có thể hòa hợp được, có phải không nào? Thế nên là trước khi bước vào yêu một cô gái, hoặc là các bạn đã kết hôn rồi, các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái nhu cầu cảm xúc của con gái để từ đó mình đáp ứng. Và có một cái câu rất hay là khi mà các bạn có thể làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc thì khi đó bạn đã có một gia đình hạnh phúc. Điều thứ hai để cho bạn khác biệt so với rất nhiều những người đàn ông ở ngoài kia, đó chính là sự thấu hiểu và lắng nghe. Cũng tương đương như cái phần trên mà mình đã chia sẻ với các bạn ấy. Các bạn muốn thấu hiểu một người phụ nữ, các bạn cần phải tìm hiểu về cô ấy. Bạn cần phải lắng nghe những cái ý kiến của cô ấy, lắng nghe những nhu cầu của cô ấy. Cô ấy muốn gì, cô ấy cần gì, và làm như thế nào để cho cô ấy có thể hạnh phúc. Thì các bạn phải lắng nghe cô ấy. Bạn có lắng nghe thì bạn mới biết được cô ấy cần gì và cô ấy muốn gì. Từ cái việc các bạn biết là cô ấy cần gì, cô ấy muốn gì, sau đó thì các bạn đưa ra những cái hành động phù hợp để cô ấy có được những điều cô ấy mong muốn. Nếu mà bạn không biết cô ấy cần gì, cô ấy muốn gì, cô có nhu cầu như thế nào, thì bạn cứ làm theo ý kiến của bạn thôi, đúng không? Ví dụ trong gia đình, cô ấy không muốn mua một món đồ nào đó, nhưng mà bạn thì thích mua, đúng không? Bạn không tìm hiểu nhu cầu của con gái, không lắng nghe cô ấy là cô ấy muốn gì, cái nhu cầu của cô ấy cần cái gì. Sau đó thì bạn cứ thích thì bạn mua cái món đồ ở trong gia đình. Và sau đó thì cô ấy sẽ cảm thấy rất bức bối, cô khó chịu, cô cảm giác không được tôn trọng. Và các bạn chỉ cần có đúng một điểm, đó là các bạn thử hỏi ý kiến của cô ấy thôi. Cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng vô cùng, và bạn sẽ không bị chiến tranh lạnh nữa. Và bạn sẽ không thấy cô ấy bực mình về bạn. Và nhiều khi ấy, khi mà con gái có cái sự bực mình, sự tức tối trong người vì mình không được tôn trọng và trân trọng ấy, thì khi đó cô ấy sẽ có những cái hành động làm cho bạn không thể nào mà có thể vui vẻ được. Bởi vì tâm lý con gái là như vậy. Và khi mà các bạn có thể biết được tâm lý của con gái và chiều theo những cái mong muốn của cô ấy, tất nhiên là những cái mong muốn ở trong một cái chừng mực, trong một cái giới hạn nhất định, thì chắc chắn các bạn sẽ có hạnh phúc. Và cái điều thứ ba để cho bạn khác biệt hoàn toàn so với những người đàn ông khác, điều này rất là quan trọng, đó chính là các bạn tránh sử dụng những cái lời lẽ xúc phạm, phân biệt đối xử và coi thường người phụ nữ. Đa số những người đàn ông ấy thì thường là có thể là khi yêu ấy thì anh ấy rất là chiều chuộng người phụ nữ của mình, đúng không? Nhưng mà khi đã kết hôn rồi ấy thì anh ấy nghĩ là cô ấy về nhà mình, cô ấy phải theo ý kiến của mình, rồi là có những cái hành động làm cho cô ấy rất là tổn thương, rất là đau lòng. Và các bạn cứ nghĩ như vậy các bạn có thể có được hạnh phúc, thì không bao giờ nha. Có rất nhiều người đàn ông làm như vậy và không có hạnh phúc. Nếu như các bạn biết đối xử với phụ nữ một cách công bằng và trân trọng người phụ nữ, thì khi đó các bạn sẽ có hạnh phúc mà bất kỳ một người đàn ông nào cũng mong muốn, nhưng không thể có được. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Trong tình yêu có thể các bạn làm được, nhưng trong hôn nhân thì rất rất ít người có thể đối xử một cách công bằng với người phụ nữ và tôn trọng người phụ nữ. Ít người làm được điều đó. Thế nên là rất rất ít người đàn ông có được hạnh phúc. Đấy là bí mật nha. Bạn nào mà biết được cái bí mật này mà các bạn thực hiện được thì mình tin rằng các bạn đã có hạnh phúc rồi đấy. Các bạn xứng đáng với hạnh phúc. Bởi vì trên cuộc đời này chả ai muốn mình bị xúc phạm và đối xử không công bằng cả. Nếu như bạn đối xử với phụ nữ một cách không công bằng, rồi bạn đối xử với người phụ nữ một cách là thiếu tôn trọng, thì lấy lý do gì để cô ấy tôn trọng các bạn, cô trân trọng các bạn, cô đối xử công bằng với các bạn, cô cống hiến hết lòng vì các bạn? Lấy lý do gì? Có đúng không các bạn? Và điều thứ tư cực kỳ quan trọng, đó chính là các bạn phải biết thể hiện tình cảm đối với con gái. Trong cuộc sống ý, kiểu như là tình cảm giống như cái cây ý, thì các bạn phải chăm bón thường xuyên. Nếu như các bạn không chăm bón thường xuyên thì cái cây tình yêu nó rất dễ là chết. Thế nên là trong tình yêu, đặc biệt là đàn ông, vì các bạn làm những người chủ động ấy, thì các bạn nên
thể hiện tình cảm với người phụ nữ, để từ đó phụ nữ cũng biết cách là bạn thể hiện tình cảm như vậy và cô cũng biết cách là mình cần phải thể hiện tình cảm với anh ấy như thế nào, và bạn muốn được cô ấy đối xử như thế nào thì hãy thể hiện tình cảm như vậy để cô ấy biết được là đây là cái cách người yêu, người chồng của mình đối xử với mình, và mình cũng sẽ đối xử với người yêu, người chồng của mình như vậy. Điều cuối cùng rất là quan trọng, đó chính là các bạn phải học cách tự trưởng thành và tự tin trong một mối quan hệ. Điều đó thể hiện như thế nào? Đó là các bạn phải biết rút kinh nghiệm khi mà các bạn đã có cái sự mâu thuẫn với nhau, để làm sao mà các bạn có những cái cách ứng xử tốt nhất trong tình yêu và trong cuộc sống. Sẽ có rất nhiều những cái mâu thuẫn, sẽ có rất nhiều các cái khó khăn cần các bạn phải trải qua. Và qua những cái khó khăn đó, các bạn biết cách nào là tốt nhất cho cả hai, chứ không phải là mình chỉ nghĩ đến bản thân mình, cái tốt nhất cho mình thì mình làm, còn tốt cho cô ấy thì mình không làm. Thì điều đó có nghĩa là nó chỉ tốt cho bạn thôi, không tốt cho cô ấy. Khi mà bạn biết cách nào mà tốt nhất cho cả hai người ấy, thì khi đó bạn đang đứng về cái chiến tuyến của cô ấy, bạn đang là đồng minh của cô ấy chứ không phải kẻ thù của cô ấy. Một khi các bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình ấy, thì khi đó các bạn là đối thủ của cô ấy, đã là kẻ thù của cô ấy rồi. Thế nên là học cách trưởng thành hơn trong một mối quan hệ là điều rất rất là cần thiết. Bởi vì nhiều bạn nam ấy thì thường không để ý đến những điều đó, nhưng mà những cái điều đó thực sự là rất quan trọng. Và khi mà các bạn tự trưởng thành hơn trong mối quan hệ, bạn sẽ tự tin là mình có thể đem đến hạnh phúc cho người khác, và mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc từ người khác. Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Và nếu mà các bạn muốn kết nối với mình thì các bạn có thể vào trang fanpage Thảo Trung nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.